Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình airdrop nhận 1.000 tóc cần có ký hiệu là DB nè các bạn. Thì chương trình airdrop này nó chỉ random cho 10.000 winner may mắn nha các bạn. Thì dự án này được xây dựng trên mạng Hubi Smart Chain các bạn, mạng Hu Smart Chain. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click vào phần link mô tả dưới video của mình, các bạn mở link form các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow và tweet nữa nè. Thì mạng Hu nó cũng tương tự như mạng BB Smart Chain thôi các bạn. Nhấn sơ ok. Các bạn vô đây các bạn like nè. Mình thích nè. Rồi các bạn tweet lên nha các bạn. Rồi sau đó các bạn vô đây theo dõi luôn nè. Rồi sau đó các bạn bắt up lên các bạn. Rồi ta. Rồi các bạn bấm vào một continue nha các bạn. Rồi sau đó các bạn follow Twitter tiếp tục nè. Tiếp tục join vào kênh Telegram nữa nè các bạn. Trên kênh Telegram các bạn xôn xào các bạn. Sau đó các bạn bắt up lên nè. Các bạn bấm vào continue nha các bạn. Tiếp tục các bạn gửi địa chỉ với Hu. Thì các bạn dùng địa chỉ C20 trên giấy chocolate của các bạn nha các bạn. Rồi các bạn tích hợp mạng Hu, mình có thông số mình để dưới phần link mô tả dưới video cho các bạn. Các bạn chỉ tích hợp tương tự như với MetaMask thôi nha các bạn. Không có gì khó hết trơn. Rồi các bạn bấm continue nè các bạn. Tiếp tục follow Twitter. Tiếp tục follow Twitter. Rồi trên Twitter của Hu Smart Chain thì các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi bấm up lên nè. Các bạn bấm continue. Tiếp tục các bạn gì cái link ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân để tăng cơ hội win cho mình thêm nha các bạn. Vậy video mình ở đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.